Ngày 8 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên hòa giải đối với vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ liên quan đến việc tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Theo đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc hòa giải gửi đến nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, em ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông Võ Thành Nhiêu, em ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận và một số cá nhân sống tại địa chỉ số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Phía nguyên đơn, bị đơn cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có mặt tại phiên hòa giải. Bị đơn Hồng Loan trình bày đã cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh bà là con hợp pháp cũng như là hàng thừa kế thứ nhất. Bị đơn đề nghị tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn. Đồng thời, bị đơn đề nghị tòa chấp nhận yêu cầu phản tố của bà về việc yêu cầu bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận trình bày các thủ tục quy trình cấp giấy tờ về nhân thân cho bà Hồng Loan đều hợp lệ và đã cung cấp đầy đủ hồ sơ. Văn phòng Công chứng cũng cho biết đã làm các thủ tục công chứng đúng quy định. Phiên hòa giải kết thúc vào lúc 10:30, các bên ký vào biên bản hòa giải và ra về.